Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Codesto được sản xuất tại Theragen ITex. E Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Codexto cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Codexto Rosuvastatin, dưới dạng Rosuvastatin Calcium, 20mg Dạng bảo chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của Codexto Điều trị tăng cholesterol máu nguyên phát, loại lia kể cả tăng cholesterol máu gia đình kiểu dị hợp tử hoặc rối loạn lipid máu hỗn hợp loại LLB, tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử. Cách dùng và liều dùng của Codexto Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Khởi đầu 5 hoặc 10mg, ngày một lần, nếu cần có thể chỉnh liều sau mỗi 4 tuần. Liều 40mg chỉ dùng khi tăng cholesterol máu nặng có nguy cơ cao về bệnh tim mạch mà không đạt được mục tiêu điều trị ở liều 20mg bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên. Chống chỉ định của Codexto Quá mẫn với thành phần thuốc Bệnh gan phát triển kể cả tăng transaminase huyết thanh kéo dài không rõ nguyên nhân và khi transaminase tăng hơn 3 lần giới hạn trên mức bình thường. Suy thận nặng Bệnh cơ Đang dùng cyclosporin Có thai hoặc cho con bú, phụ nữ có thể có thai mà không dùng biện pháp tránh thai thích hợp lưu ý khi sử dụng codexto không sử dụng thuốc với trẻ em vì chưa xác nhận được mức độ an toàn được sử dụng với đối tượng này thân trọng khi sử dụng thuốc với bệnh nhân gặp các vấn đề về gan và suy gan suy thận nặng hoặc các bệnh nhân đang gặp các bệnh lý về cơ cần thận trọng khi sử dụng thuốc thận trọng khi gặp các triệu chứng như đau cơ yếu cơ miền cơ đặc biệt có thể kèm theo sốt và mệt mỏi và không biết lý do tại sao nên ngừng dùng thuốc và báo cho bác sĩ được biết để khắc phục kịp thời Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Chống chỉ định ở phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Người lái xe và vận hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của Codesto. Rối loạn hệ miễn dịch. Hiếm gặp, các phản ứng quá mẫn kể cả phù mạch. Rối loạn hệ thần kinh. Thường gặp, nhức đầu, chóng mặt. Dối loạn hệ tiêu hóa. Thường gặp táo bón, buồn nôn, đau bụng. Dối loạn da và mô dưới da. Ít gặp ngứa, phát ban và mề đay. Dối loạn hệ cơ xương, mô liên kết và xương. Thường gặp đau cơ, hiếm gặp bệnh cơ, tiêu cơ vân. Các dối loạn tổng quát. Thường gặp suy nhược, giống như các chất ức chế men HMG qua Redux A khác tần suất xảy ra phản ứng ngoại ý có khuynh hướng phụ thuộc liều. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Tương tác thuốc Rosuvastatin tương tác với cyclosporin, gemfibrozil, gây tăng nồng độ và độc tính crester. Rosuvastatin tương tác với erythromycin, thuốc chống axit, thuốc tránh thai. Khi sử dụng thuốc tốt nhất, bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ biết về các loại thuốc mà mình đang sử dụng để bác sĩ tư vấn tránh xảy ra các tương tác không mong muốn. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Codexto, đồng thời biết cách sử dụng Codexto sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham